Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 4 là 8 nè. Trời ơi, chán quá Sim ơi. Ủa sao vậy? Sáng sớm mà chị than phiền rồi sao vậy? Đủ chán luôn á, hai chị em mình ngồi học đây từ sáng giờ. Bây giờ có cách nào mình đỡ chán không ta? Để xem coi. Ủa, hay là bây giờ mình rủ Phong Cận với Tayron học chung đi cho đỡ chán. Cái kiểu này không có tinh thần học bài luôn á. Hay sao? Ủa, cũng hay á. Bây giờ hai tụi mình rủ hai ổng ha. Ok, đi thôi. Rồi, trời ơi trời, đi. Cái Phong ơi. Ê, bạn nữ gì đó ơi, bạn cho mình xin Facebook được không? Sao mà bạn xin quá vậy? Đúng rồi đó, bạn cho mình xin Facebook nha. Có gì về nhà bọn mình kết bạn với nhau. Đúng rồi, kết bạn rồi hẹn đi ăn kem nè. Rồi mình đi chơi công viên nữa. Trời, nhiều trò vui lắm, càng đông bạn bè càng đúng. Vui mà. Sim ơi, hình như là hai cái ông nội nè, như là đang tán tỉnh cái bạn nữ trước mặt mình đó ông ta. Ủa, chứ giờ mà làm sao giờ? Làm gì nữa em? Đấm hai ổng với làm gì? Xin lỗi bà tán tỉnh bạn nữ đó để chọc hai người thôi, giỡn thôi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Thực ra là ca với Phong chỉ cho anh ơi, Sim ơi, ca xin lỗi mà đừng có giận nữa. Cái gì mà giỡn? Rõ ràng tôi thấy hai người tán tỉnh cái bạn nữ trước mặt hai tôi mà đòi giỡn à. Không giỡn, giỡn mà Sam ơi, Sam lúc nào cũng dạ, là đẹp nhất trong tim Phong mà, đúng không cay, đúng không cay? Dạ đúng đó, ở đâu không đúng, trời ơi, đối với mình Sim mới là đẹp nhất, mày nói gì vậy? Giỡn dữ quá, ba giờ ông về nhà ông tự nấu cơm đi, tôi không nấu cơm cho ông nữa. Rồi xong, nhịn đói luôn cay ơi, trời ơi. Thôi kiểu này luôn. Anh em mình đi bụi đó Phong ơi, đi ra đường ở rồi không, chứ không, sao không, không bạn ơi, bạn sai rồi. Tí nữa chúng ta đi ăn chung với bạn Tóc Hồng. Ồ, được rồi. Giỡn. Nè, tôi nói cho Sam nghe nè. Thôi đứng dậy đi cay, mình quỳ dậy hèn quá cay. Đứng dậy. Rồi ok. Đứng dậy. Sam ơi, Phong nói cho Sam nghe nè. Thật ra Phong với cay à, giả vờ cho anh hai người vậy thôi, chứ thật ra trong tim Phong, Sam lúc nào cũng là số 1 hết trơn á, hơn cả Sim luôn hả? Ồ, vậy là tôi số 1 đúng không? Số 1. Trời ơi, còn đó, đối với Sky á là Sky chỉ giả vờ cho anh Sim thôi, chứ còn Sim là số 1 hơn cả Sam. Đó. Đúng rồi. Nói chung á hai người đều là số 1 hết. À, đúng không Sky? Đúng không? Đúng, chính xác. Đúng rồi. Vậy mà kỳ cục vậy? Chứ mà hai người đều là số 1. Chỉ có một người số 1 thôi. Vậy đó cuộc. Ai mới là số 1? Đúng vậy. Ai mới là số 1 hả? Sim với Sam. Ôi sao cái thế này nó khó quá ta. Sao tự nhiên bây giờ hỏi ai mới là số 1? Bây giờ mình mà nói Sam thì bạn cũng bị thiệt thòi, mình nói Sim thì mình thế nào cũng bị đấm. Giờ mình nói sao giờ cay? Giờ Sam chọn một trong hai, còn nếu không rồi ok. Sim với Sam 2 người là 0.5, đó, hai người cộng lại thành số 1. Đúng không cay? Giỡn. Xin lỗi, thôi được rồi. Mệt quá, bây giờ hai bà ai cũng muốn làm số 1 hết trơn á. Hiện giờ biết trả lời sao giờ, thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cuộc thi để cho hai người đấu với nhau. Nếu như mà ai giành được chiến thắng thì người đó phải là số 1, được không? Rồi cũng được. Ok, trời ơi thiệt luôn á cay ơi, tính ra hai cái bà này á là bạn gái của tôi với là bạn gái của ông, mà bây giờ hai đứa mình phải chọn một trong hai, trời ơi khó thiệt luôn á. Thôi giờ để hai bà solo thôi chứ sao giờ bạn ơi. Gọi hai bà đi chứ giờ anh em mình có nói hai bà cũng không tin đâu. Được rồi, thôi được rồi, đi theo tôi. Trời ơi, có vậy thôi mà cũng cãi nhau nữa, thiệt sự luôn á. Ok. Mấy bạn pha hãy nhớ bình luận cho mình biết liệu rằng Simmy với Sammy ai mới chính là số 1 trong team của Phong Cận và Kyron. Hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok, nhưng mà mình nghĩ các bạn cũng biết câu trả lời rồi, nhưng mà hai bà này muốn thi đấu thôi, cho hai bà đấu luôn. Ok. Thì thế nào, let's go. Rồi ok, và bây giờ chúng ta đã đến được địa điểm để thi đấu cho hai bà đấu với nhau rồi nè. Ok, vô đây. Ủa, sao phải vô đây vậy? Trời ơi, hai bà không biết gì hết trơn á. Bọn mình vào đây để làm gì? Để chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi, à không, phải nói là rất nhiều cuộc thi, để tìm ra được ai mới chính là bạn nữ số 1 của Hero Team. Thì hai bà muốn điều đó mà, đúng không? Cho nên bây giờ á, tôi sẽ đưa hai bà đến một cái cuộc thi đầu tiên, chính là cuộc thi thời trang. Là con gái á, là phải biết ăn mặc đẹp. Chính vì vậy cho nên là hai người sẽ phải thi cuộc thi thời trang, chịu không? Trời ơi, sợ gì? Cái này dễ. Ok, được. Bây giờ là tôi với Kai là chỉ chấm điểm thôi, chứ bọn tôi không có chơi. Bọn tôi sẽ xem mình hai người ngoài chấm điểm là đúng rồi, chấm điểm thôi. Kai ơi, Kai đi chung với lại Simmy đi, để Phong đi chung với lại Sam cho. Sammy ơi, để Phong đi chung với Sam cho nè. Trời ơi, ông đi chung với tôi đi. Trời ơi, tôi make up
lộng hú hồn liền. Ok, okay. Cái đi chung với Sim nên là Sim nhớ mặc bộ nào đẹp đẹp xíu nha. Yên tâm. Chỗ này là Sammy đang làm tóc nè. Ok, Sammy đã chỉnh cho Sam một cái mái tóc màu xám rất là đẹp luôn bạn ơi. Rồi bây giờ Sammy sẽ chọn quần áo. Ok, chọn đi Sam. Đây, tôi đang chọn bộ nào tư nhất cho tôi đó. Cho wow, cái cánh vô đẹp mặc nè. Một cái cánh vô nhìn siêu đẹp luôn. Ok. Rồi Sammy ơi, Sammy quay lại cho Phong coi cái bộ đồ hiện tại của Sam coi. Quay lại. Đây, đồ tôi nè. Wow, đẹp chưa? Trời ơi, Sammy đang mặc một cái bộ đồ hồng với một cái cánh nhìn dễ thương quá bạn ơi. Rồi tiếp đi Sam, đi lựa thêm đồ đi, nhanh lên. Thôi là thua Sim bây giờ. Tôi biết rồi, tôi đang cố chạy nhanh nè. Sammy ơi, còn có 15 giây nữa kìa, nhanh lên Sam ơi. Nhanh lên. Tôi quay lựa giây 10 9 8 7 6. Trời ơi, sắp hết giờ rồi, nhanh lên Sam ơi. 5. Đây, có đôi giày. 3 2 1 rồi. Sim ơi, Sim mặc đồ xong chưa? Xong rồi. Hết giờ. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa cùng nhau đến với phần gọi là chấm điểm của Simmy và Sammy nha các bạn nha. Và thí sinh đầu tiên của chúng ta chính là mèo Simmy. Wow. Rất là cũng cầu á. Mình sẽ cho 5 sao luôn. Mình là người công bằng, mình thấy đẹp mình cho 5 mình sao cho đúng 5 không? Sao. Mình cho 5 sao luôn. À, mình là mình chơi công bằng chứ không phải là gọi là Simmy thì mình lại chấm ít điểm. Ủa rồi ai đây? Ủa ai đây? À đây là đây mình là khán giả thôi, đừng quan tâm mình. Khán giả chứ mà mặc đồ dữ vậy. Trời mà sơn ơi, cái trời. Đầu nhiều màu vậy. Sơn cái đầu nhìn nhiều màu vậy cay. Trời trời. Ok. Rồi. Và tiếp theo là tôi. Sammy. Trời ơi, dễ thương quá. Công chúa của tôi. Ok, tôi sẽ cho 5 sao luôn. Quá đẹp. Được, mình cũng sẽ cho 5 sao bởi vì nó quá đẹp. Công bằng. Ok rồi. Dạ. Ủa, nhưng mà Simmy cũng được 5 sao, Sammy cũng được 5 sao. Bây giờ là chỉ còn chờ những bạn khác bình chọn thôi bạn ơi, là chúng ta sẽ đến với phần coi ai mới là người top 1 nha. Và kết quả của người giành chiến thắng đó chính là Sammy. Yeah. Trời ơi, Sim top 2. Tôi tự hào vậy sao quá Sammy. Cảm ơn. Và vừa rồi xin chúc mừng Sammy đã là người giành được top 1 trong cuộc thi thời trang của chúng ta. Tên. Dạ. Wow. Cay thấy chưa cay? Cay thấy chưa? Mình nói bạn nghe. Không sao đâu Sim ơi. Không sao gì mà không sao. Mình nói bạn nghe nè, tính ra nha là Sammy á mà nói về ăn mặc đẹp á thì Sammy là đỉnh nhất hero team rồi chứ còn ai nữa. Do Simmy xui thôi. Xui để hả? Thử thách tiếp theo đi. Ok, nói chung á là mình là một người rất là công bằng, bạn hiểu không? Mình không thể nào vì một cái mini game mà mình lại đánh giá một con người là top 1 hay top 2 được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mini game tiếp theo để coi ai mới là người giành top 1 nha các bạn nha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Ủa mà Phong ơi, cuộc thi tiếp theo là cuộc thi gì vậy Phong? Trời ơi, quên mất, không thông báo cho bạn biết. Cuộc thi tiếp theo của chúng ta sẽ chính là cuộc thi sức khỏe. Đó, xinh đẹp thôi chưa đủ, bạn hiểu không? Quan trọng là phải có sức khỏe nữa. Thì ở đây không biết là Simmy với Sammy tự tin ai là người có sức khỏe tốt hơn nè. Thôi, tôi tập thể dục nhiều nè, nên tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Ai, Sammy tập thể dục nhiều nè, còn Sim sao? Ai, tôi cũng là chạy bộ nhiều chứ bộ, chắc chắn tôi cũng sẽ rất là khỏe cho coi. Ok, nói chung là hai bạn nữ này là hai bạn rồi rất là quan tâm đến sức khỏe trong tim mình. Chỉ có mình với Kairon á là hơi lười thôi. Không, chỉ có bạn thôi. Không nha, bạn cũng vậy á, có bao giờ bạn tập thể dục với mình đâu. Trời ơi, xạo rồi mấy tháng rồi. Sao vậy? Ha, tự nhiên này cuộc thi của Sim Sam chuyện hai đứa mình cãi nhau không được. Cái anh em mình không thể nào đúng. Để mà mất tình cảm anh em bọn mình được, đúng không? Đó, ok. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cuộc thi sức khỏe. Bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi sức khỏe nha mấy bạn. Nhưng mà nó lạ lắm. Mấy bạn nhìn Simmy với lại Sammy là bạn biết là ai thắng. Cái trò này có cần cái phần thi không vậy? Sao tôi thấy nó bất công vậy ta? Nó hơi ảo sao nha. Mà tôi thấy Sammy thì nhìn kiểu người nhỏ nhắn, còn Sim ơi, sao bạn cơ bắp quá vậy Sim? Bây giờ các em mới biết là Sim cơ bắp vậy luôn á. Trời, giờ mới biết rồi. Xong rồi, kiểu này là khỏi cần nói cũng biết là ai là người giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, vậy là coi như Sammy thua rồi cái chắc rồi, nhìn Simmy cơ bắp như vậy mà. Ok, thôi được rồi. Bây giờ á, chúng ta sẽ đến với phần thi sức khỏe. Tại sao mình lại nói đây là phần thi sức khỏe? Thì phần thi này các bạn sẽ phải sử dụng bằng sức khỏe của các bạn để kéo những cái đồ vật, ví dụ như trái banh này nè, thấy không? Đó, chúng ta phải kéo cái trái banh này đi qua bên đây đó, để giải thích những bạn nào mà chưa biết nha. Đấy, thì ai có sức khỏe thì mới có thể kéo được trái banh, các bạn hiểu không? Đấy, ok. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món đồ đầu tiên nhỏ nhất ở trong đây để xem sức khỏe của mọi người trước đã. Rồi mọi người qua đây với mình nè. Qua đây. Đi qua bên chỗ này nè. Rồi, trước tiên thì hai bạn sẽ cần phải kéo cái món vật đầu tiên chính là một cái chai nước. Đó, bạn thấy không? Cái chai nước ở bên dưới sàn nè. Cái chai này cực kỳ nhẹ luôn, kéo qua phát một là xong. Rồi ok, bây giờ Simmy kéo trước. Ủa vậy? Wow. Simmy kéo một lần 6 chai nước luôn, ghê thiệt. Wow.
Ok rồi. Tới lượt Sammy. Tới lượt Sammy. Đứng lên. Chị Sam. Không kéo được. Vậy thì lấy một chai thôi. Ai biểu mà kéo nhiều chi. Hai chai cũng được luôn. Hai chai cũng không kéo được luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, Sam kéo một chai cũng khó khăn quá trời. Còn tới Simmy thì 6 chai luôn. Đỉnh rồi ơi. Chưa gì mà tôi thấy có mỗi cái chai nước thôi mà Sammy kéo còn không nổi là xong rồi đó. Xong rồi, xong rồi. Trời ơi. Rồi, sắp được rồi. Đây. Cố lên. Rồi, ok, thôi được rồi, được rồi. Màn đầu tiên là chai nước. Màn đầu tiên là chai nước. Tất cả mọi người đều kéo được. Không quan trọng số lượng. Miễn là kéo được là được các bạn nha. Và bây giờ Sammy gì gọi là muốn tăng cơ bắp thêm thì Sammy sẽ tập tạ nha các bạn nha. Ok, còn rồi. Sim. Nhìn Sim ghê quá. Sim ơi. Nhìn Sim cơ bắp nhiều hơn tôi. Sợ quá à. Tôi nhìn tôi còn sợ mà. Trời ơi, okay. Em nghĩ sao? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với món vật tiếp theo. Đó chính là cục tạ. Đây, để Phong kéo trước cho mọi người xem. Với cái cục tạ này á thì kéo cũng rất là dễ thôi. Bởi vì Phong cũng đã có cơ bắp rồi. Mọi người từ từ kéo nha. Khi nào không kêu kéo mới kéo nha. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt của Sammy. Rồi Sammy kéo trước đi Sam. Không kéo được. Sao không kéo được luôn hả? Sao kéo không được vậy Sam? Gì kỳ vậy? Kéo được không? Thôi, để bà Simmy đây. Ok, để coi Simmy kéo rồi. Simmy kéo đi Sim. Khỏe quá. Simmy kéo một lần ba cục tạ luôn. Quá đỉnh. Sam ơi. Thôi Sam đừng có cố nữa Sam. Bây giờ nha, Sam qua kia kéo mấy cái chai nước trước để tăng sức mạnh trước đi. Rồi mình hãy coi đi, mình kéo cục tạ hiểu không? Cố lên Sam ơi. Phong thấy là Sam cũng có được tí cơ bắp này ở đây. Để mình quay cho bạn coi nè. Sammy có cơ bắp rồi nha bạn nha. Ok, nhưng mà cũng không thể nào mà to bằng Sim mấy bạn à. Thôi không sao, dù gì á thì Sam cũng đã có được tí cơ rồi. Ok, Sam kéo được cục tạ rồi Sam. Sam ơi. Được rồi, tôi kéo được rồi. Rồi Sam kéo lại lần nữa cho Phong coi cho Phong quay. Rồi kệ đi Sam kéo đi Sam. Hay quá, cố lên. Đúng rồi, kéo, đúng rồi. Yeah, hay quá. Vậy là Sammy vẫn kéo được cục tạ nha các bạn nha. Ok, rồi tiếp theo là trái banh. Rồi con này kéo đi cái banh nè. Ai kéo gì vậy cây? Đừng quan tâm tôi. Tôi lại kể thôi, đừng quan tâm tôi. Mà cây kéo lần nhiều vậy trời ơi. Rồi ok, không sao, thôi mặc kệ cây đi rồi. Ok, tiếp theo là trái banh nè. Kéo ra kéo cho Sam sợ liền Sim ơi. Rồi, và bây giờ Sammy sẽ là người kéo đầu tiên. Sam ơi. Sam nằm ngủ luôn vậy. Cái bánh nó lăn cái tôi xỉu hiểu không? Rồi, và người đầu tiên sẽ kéo chính là Sammy. Rồi kéo đi Sam. Trời. Hai trái banh thấy chưa? Trái banh này nhìn có vẻ là khá là dễ với Sam mấy bạn à, khá là dễ rồi. Với Sam. Rồi ok. Sammy kéo thành công. Rồi tới lượt Simmy. Rồi. Tới lượt Simmy kéo. Trời ơi, Simmy kéo một lần ba trái luôn bạn ơi, quá đỉnh luôn. Sam kéo được. Ôi Sam cũng kéo được nè. Rồi tôi kéo được rồi. Yeah, hay quá. Được, vậy chúng ta sẽ đến với vật phẩm tiếp theo. Đúng rồi Sam ơi, mới vừa tập xong là mình phải vô mình nâng tạ liền hiểu không? Đó, để mình tăng thêm sức mạnh. Cố lên. Ok, to được hơn miếng rồi đó. Rồi, món vật phẩm tiếp theo sẽ chính là cục tạ nha các bạn nha. Thì cục tạ này mình sẽ kéo mẫu cho bạn xem nè. Trời ơi, cái gì chứ riêng cục tạ này á Phong kéo lần mấy chục cục cũng được. Đây mình kéo cho bạn xem nha. Đây, bây giờ tôi sẽ kéo một lần sâu cục tạ cho bạn coi nè. Đó. Khỏe quá Phong ơi. Quá là chuyện đơn giản với tôi luôn. Đó. Trời quá đơn giản. Ok, bây giờ người kéo đầu tiên sẽ là Sammy. Trời ơi, kéo ba cục tạ. Kéo chi ba cục vậy? Một cục thôi là đã kéo không nổi rồi. Ôi, hai cục được nè. Hai cục được. Ok, kéo đi, kéo. Rồi, Sammy kéo được. Rồi tới lượt Sim. Để coi Sim kéo được nha. Ừ, thôi khỏi nói, để coi với Sim là chắc chắn được rồi. Sim kéo nhiều vậy? Khỏe quá. Wow, Sammy kéo một lần 6 cục tạ luôn. Trời ơi, quá đỉnh. Đã vậy yeah. Ok. Rồi, thôi chúng ta nhanh luôn nè. Chúng ta đến vật phẩm tiếp theo nè. Đó chính là cái bánh xe. Rồi, Sammy kéo đi Sam. Sammy kéo đi. Một cục kéo được. Trời ơi, một cục mực Sam kéo cũng không được nữa. Thôi Sam ơi, tập nâng tạ tiếp đi cho kéo được nè. Vậy Sim nâng trước đi. Sim vẫn chơi một lần là hai cái bánh xe luôn. Nhẹ quá. Ba cái đi. Ba cái luôn. Wow. Ba cái còn nhẹ quá. Bốn cái luôn. Trời ơi, đỉnh vậy. Đỉnh vậy. Wow. Cái bánh xe luôn. Wow. Đây mình sẽ quay phía trước Sim cho bạn xem nè. Đó. Trời ơi, quá đỉnh. Tôi kéo được cái. Đâu Sam kéo. Cố lên. Cháy à. Ok, Sammy
kéo. Ok, được rồi bạn ơi. Vậy là coi như Sammy với Simmy đều kéo được. Ê Kai ơi, solo không? Solo, thích thì solo luôn bạn ơi. Ok, bây giờ nè, kéo một lần 6 cái bánh xe. Ok. Cái gì rồi, nhiều vậy? Okay. Ê, Lăng ơi. Nó kéo một mình nó chạy luôn rồi. Từ từ từ, cái này phải từ từ thôi, cái này phải từ từ thôi. Kéo, kéo từng cái, Ok rồi, để Phong. Rồi, bây giờ là Phong với Kai là mỗi người 6 cái bánh xe nè. Kéo đi Kai, để coi coi ai không kéo nổi nè. Phong là Phong cũng kéo nổi nha bạn nha. Nhưng mà trời ơi, bạn thấy không? Mình chạy nhanh hơn bạn nè, ghê. Trời ơi, cho từ nãy đến giờ mình đang quay, hiểu không? Còn bạn là bạn đi tập, còn mình đang quay sim với Sam, cho nên là mình kéo chậm hơn bạn. Đúng rồi, cái gì đâu, nhưng mà mình vẫn kéo được mà. Ok, rồi, vậy là coi như trong trận này chúng ta đã biết ai là người giành chiến thắng. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được người chiến thắng trong phần sức khỏe rồi bạn ơi. Ủa sao trong bài rap Simmy cũng to dữ vậy Sim? Trời ơi, gì mà chơi luôn á. Ok, thôi không sao, không sao. Dù gì á thì Sammy cũng đã cố gắng hết sức của Sam rồi. Nhưng mà Sammy chỉ kéo được có một cái thôi. Còn Sim là kéo được rất là nhiều. Cho nên á, là phần thi này hai người đều khỏe. Nhưng mà Sammy thì kéo được nhiều hơn. Cho nên là, thôi, nói gì nói cũng phải công bằng phải không? Yeah. Ôi, Sammy là người giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Không chịu đâu, không chịu đâu. Thôi Sam ơi, đừng buồn, chuông nha. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta đã thi đấu thì chúng ta phải thi đấu ba trò luôn thì mới có thể tìm được người giành chiến thắng. Tại hiện tại bây giờ hai chị em đã hòa rồi. Nhưng mà bây giờ chơi trò gì bây giờ ta? À, đúng rồi, Thái ơi, bạn có nhớ cái chỗ mà hôm trước mình với bạn đi đánh boxing không? À, đi đánh boxing luôn hả? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ cho Simmy và Sammy vô kia để solo đánh boxing với nhau. Đó, cái này là trận đấu solo PvP để coi ai PvP giỏi hơn. Đó, ok, chúng ta cùng nhau đi đến trò chơi nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Simmy và Sammy. Ok, và để xem coi người nào sẽ là người giành chiến thắng đây. Các bạn dành xung quanh là rất nhiều khán giả đang đứng ở đây để xem luôn. Ok, bắt đầu thôi, vô. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, Sim Sam bắt đầu đi, vô. Ok. Ui đấm rồi. Trời, bây giờ chúng ta sẽ xem coi ai mới là người giành chiến thắng này. Hiện tại là chúng ta đang thấy là Simmy với Sammy cũng đang bị mất máu đều như nhau rồi. Liệu rằng ai sẽ người giành chiến thắng? Đánh đi, đánh lia lịa vô, đánh lia lịa vô. Sammy, đánh đi, đấm. Wow, Simmy đang sử dụng kỹ năng xoay vòng tròn để đấm. Nhưng mà thấy máu của hai người vẫn bằng nhau. Trời ơi, liệu rằng ai sẽ là người nằm xuống đây? Sim ít máu hơn rồi. Sim ít máu hơn rồi. Đấm đi Sam, đấm đi đừng chạy. Sam tỉnh. Đây, đấm mà, Cố lên, Simmy hết máu rồi, cố lên. Trời, căng thẳng quá. Ba người nằm xuống, đó chính là Simmy. No, Simmy đã nằm xuống trong màn 1, không sao. Chúng ta vẫn còn màn 2. Rồi, đến với round 2 nè. Và để coi round 2 ai sẽ người giành chiến thắng đây. Nếu mà Sam thắng là Sam sẽ thắng luôn đó. Rồi, vô Sam ơi. Cố lên. Vâng, và chúng ta đang thấy thì hiện tại Sammy đang ít máu hơn rồi. Oh my god. Cố lên, đuổi theo luôn. Đúng rồi. Hai chị em hiện tại vẫn chưa gọi là tìm ra được người giành chiến thắng, bạn ơi, vẫn đang rất ngang tài ngang sức. Ủa, sao tôi để ý là Sammy cứ chạy hoài ta? Sammy đang đuổi theo Sammy. Trời ơi, trời ơi. Căng thẳng quá. Đúng rồi, đuổi theo luôn. Sam ơi, đánh đi, sao mà chạy hoài vậy Sam? Trời ơi. Trời ơi, Sammy ơi là vậy là coi như là sau khi đấu hai trận boxing thì chúng ta có thể thấy được hai chị em đã bằng số điểm của nhau nha các bạn nha. Trời ơi, vậy là coi như là hai người hòa mất rồi. Ủa, vậy là ai sẽ là người giành top 1 ta? Cài. Ờ ha, ai đây? Giờ sao vậy? Giờ hai bả bằng nhau, bằng điểm nhau giờ sao? Không phân bất bại được, giờ sao ta? À, thôi, mình có cách rồi. Ok, chuyển qua Minecraft. Đi. Vâng, và vừa rồi như các bạn cũng đã thấy một trận đấu boxing vô cùng căng thẳng giữa Simmy và Sammy. Và như bạn cũng thấy rồi đó, hai chị em đã hòa mấy bạn ơi. Cho nên là coi như chúng ta đã tìm ra được người top 1 rồi. Đó chính là Tôi mà. Thật ra là hòa cho nên tôi cũng không biết là ai hết trơn. Nói chung là cái này tùy mấy bạn fan bình chọn. Chứ bây giờ hòa rồi biết ai thắng giờ đúng không? Vậy là bây giờ phải đợi mấy bạn fan comment bình chọn đúng không? Đúng rồi, mấy bạn fan ơi, mấy bạn đối với bạn ai mới chính là bạn nữ top 1 của Hero Team, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ cái này là coi như mình với Kai là hết lựa chọn được rồi. Ok, kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Bye bye. Ok.
đi ra ngoài đây mình nói chuyện. Ê, thôi tạm biệt hai bạn nha. Ok, cái đây đây đây. Bye. Ở đây bên này đông đậu, em chạy đâu vậy? Lộn. Đây qua đây. Ê, tính ra cũng may ghê luôn cay. Nếu mà hai bả mà không hòa mà bây giờ mà tìm mới được người nào mới là top 1 á, chắc hai bả không chịu đâu. Trời ơi, may là hòa đó. Ok. Rồi các bạn. Trời đúng thiệt luôn á, có bạn gái vô khổ thiệt sự. Ok bạn ơi, coi như là video mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây nè. Và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đó chính là video mới của mình đó, mấy bạn hãy nhớ xem video mới ủng hộ cho mình nha các bạn. Ok, nhớ xem nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye bye. Nhớ like nha.